Cổ nhân dạy, sống côn sẽ không tranh cãi với loại người này dù chỉ một lần, ngấm cực thấm. Chào mừng quý khán thính giả đến với chuyên mục Lời dạy cổ nhân trên kênh Lắng Đọng Radio. Quý vị thân mến, cuộc sống không tránh khỏi những thử thách và khó khăn. Đôi khi lòng ta bị xáo trộn, giận dữ không dứt. Nhưng hãy nhớ, trong chính cuộc sống đó, sự đắc thắng nằm trong việc kiềm chế và thấu hiểu bản thân. Đừng để cái tồn tại của mình phụ thuộc vào những cảm xúc tiêu cực. Sự phúc là khi ta có thể kiểm soát bản thân, còn sự mất mát là khi chúng ta mất khả năng tự điều khiển cuộc sống. Hãy biết trân trọng và sống mỗi ngày với lòng biết ơn, vì sự biết ơn chính là con đường đến hạnh phúc. Thứ nhất, không tranh giành vận mệnh với ông trời. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, dù số phận có ban tặng cho chúng ta điều gì đi chăng nữa, ta cũng phải trân trọng nó. Khoảng thời gian đen tối nhất mà bạn từng nghĩ khó vượt qua, cứ đeo bám mãi trong lòng không thể buông, thực ra đã lặng lẽ trôi qua từ lâu. Nếu có thể coi nhẹ được và mất, sống thuận theo thiên mệnh, đó mới chính là chìa khóa của hạnh phúc. Trong được có mất, trong mất có được, không cưỡng cầu bất cứ điều gì trong cuộc sống. Thản đãng sống thuận theo tự nhiên là thành quả to lớn nhất trong cuộc đời. Không tranh giành số phận với ông trời không phải điều xấu, cũng không có nghĩa là bạn thỏa hiệp với số phận, mà chỉ là một sự lựa chọn sáng suốt. Bởi vì chỉ có để thuận theo tự nhiên, chúng ta mới có thể chung sống hòa thuận với nhau. Thứ hai, không tranh cãi với cha mẹ. Trong cuộc sống, câu nói bệnh từ miệng mà vào, tai họa từ miệng mà ra có ý nghĩa sâu sắc. Một người có lòng tu dưỡng thực sự sẽ không bị cuốn vào những tranh chấp vụn vặt, không đáng giá và tính toán những chuyện nhỏ nhặt. Đối với cha mẹ, hãy nhớ rằng họ là người thân thiết nhất, và trong những lúc tranh cãi, hãy lắng nghe giọng nói nội tâm nhắc nhở rằng nếu không có sự hy sinh của họ, chúng ta sẽ không có được ngày hôm nay. Tôn trọng và không tranh cãi với cha mẹ cũng là một hình thức hiếu thuận. Chúng ta cần biết nói những điều đúng đắn với cha mẹ và suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi thể hiện ý kiến. Thứ ba, không tranh giành quyền lợi với bạn bè. Người xưa có câu, người chết vì của cải, chim chết vì ăn. Giữa bạn bè với nhau, điều quan trọng nhất là có thể hiểu nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ cần đối phương nguyện ý vì nhau một cách chân thành, một chút lợi ích có nghĩa lý gì? Nếu một người quá thực dụng, anh ta sẽ mất nhân tính và bị người khác ghét bỏ. Không tranh giành quyền lợi với bạn bè không phải là nhượng bộ, mà là một loại khoan dung. Quen biết là một loại duyên phận, chúng ta phải biết trân trọng nó. Thứ tư, không tranh danh tiếng với người khác. Lòng người tham danh lợi lộc là vô kể. Nếu một người cứ luôn bị ràng buộc bởi danh lợi, không thể nào đường đường chính chính mà làm người làm việc được. Danh tiếng ai cũng muốn, nhưng lại không biết rằng danh tiếng tốt cũng có thể trở thành gông cùm trói buộc chính mình. Như câu nói, đức không tương xứng ắt gặp họa. Khi con người tránh xa vòng xoáy danh lợi, tiền tài trói buộc, vận may không tự mời mà đến. Thành công lớn nhất của một người không phải là mù quáng phấn đấu cho danh vọng, mà là có khả năng tự nhận thức. Không có gì để đòi hỏi, không có gì để đấu tranh, nhưng bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế. Không tranh luận đúng sai với vợ chồng. Người trong một nhà, những chuyện tranh chấp thường là những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Phàm là chuyện đã qua, chúng ta đều không thể thay đổi được kết cục. Vậy thay vì tranh cãi tới lui, chi bằng cho nó trôi qua một cách êm đẹp. Nếu bạn quyết hơn thua khi tranh cãi với bạn đời, tình cảm giữa hai vợ chồng không còn sâu đậm, thậm chí còn có thể làm tổn thương đối phương, khiến hai bên khó chịu, không biết mở lời với nhau như nào. Nếu bạn nhường họ phần thắng, kỳ thực bạn cũng chẳng mất đi thứ gì. Khi bạn khiến cho họ cảm thấy sự ấm áp và yêu thương,
khoan dung và độ lượng, gia đình mới có thể hòa thuận, hạnh phúc. Quý vị thân mến, nửa đời mưa, nửa đời lạnh. Ly rượu nâng lên uống, nghĩ năm tháng như mộng phù du. Nhìn lại nửa đời đã qua, 7 phần chua, 3 phần ngọt. Bởi vì cuộc đời là một hành trình đầy khắc nghiệt. Nhìn lại nửa đời đầu, ta đã trưởng thành trong những cơn mưa và lầy lội. Những nỗi đau chỉ là khách qua đường, và chỉ khi vượt qua vùng địa ngục của nỗi đau, ta mới cảm nhận được vị ngọt của dòng suối trong cuộc sống này. Chính những khó khăn đã làm ta mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn và bình tĩnh hơn. Thành công lớn nhất trong cuộc sống là sống theo ý muốn bằng nỗ lực của chính bản thân. Đạt được tam giác ngộ này là trạng thái tối thượng của cuộc sống. Thứ nhất, giác đạo. Nếu có cách mà không có kỹ năng, thì kỹ năng vẫn có thể được tìm kiếm. Nhưng nếu có kỹ năng nhưng không có cách nào, thì nó chỉ dừng lại ở kỹ năng. Người có đạo đức, biết tu dưỡng bản thân, thì dù không có mánh khóe, thủ đoạn, vẫn có thể có được nhờ học tập. Nếu chỉ có mánh khóe, thủ đoạn mà người có đạo đức kém, thì chỉ dừng lại ở thành tích hiện tại mà không thể tiến xa hơn được, sẽ bị cả thế giới chỉ trích, tẩy chay và gạt sang một bên. Có câu, người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên. Người nương nhờ đất, đất nương trời, trời nương nhờ đạo, đạo nương nhờ thiên nhiên. Việc chúng ta sử dụng những món quà của thiên nhiên, sử dụng trí tuệ để tạo ra của cải là điều dễ hiểu. Nhưng phải đi cùng đường, không được ngược đường, chứ đừng nói là đi ngược lại quy luật tự nhiên. Dùng mọi cách để đạt được mục đích, nếu không sẽ là con đường thất bại. Điều mà Lão Tử nói là hãy để tự nhiên diễn ra. Sự phát triển của vạn vật đều có quy luật tự nhiên bất biến của nó. Chúng ta chỉ có thể thành công nếu tôn trọng và tuân theo quy luật, nắm bắt quy luật để làm mọi việc. Chúng ta nên kính sợ luật nhân quả, mọi việc đều có nhân quả. Luật nhân quả là quy luật mà mỗi chúng ta không thể tránh khỏi. Cái gọi là gieo dưa thì gặt dưa, gieo đậu thì gặt đậu. Muốn có quả tốt thì phải gieo nhân tốt thì mới có quả tốt. Làm người thì phải ngộ đạo, hiểu luật, thuận theo tự nhiên, biết nhân quả, biết tương lai. Đạo là nguồn của vạn vật, đức là gốc của vạn vật. Thứ hai, giác mình. Biết mình có mục tiêu rõ ràng, biết tiến lùi, biết lựa chọn. Tự ngộ là hiểu mình, biết mình cho đúng. Hãy có những mục tiêu rõ ràng của riêng bạn trong cuộc sống và biết khi nào nên tiến và khi nào nên rút. Hãy hiểu rằng cuộc đời là cuộc đời của sự lựa chọn và đánh đổi, có được và có mất. Đánh giá cao một người khôn ngoan, biết những đâu là người tốt xấu. Cụm từ này xuất phát từ Đạo Đức Kinh của Lão Tử, có nghĩa là trí tuệ là khả năng hiểu người khác và trí tuệ là khả năng hiểu chính mình. Mọi người có sự hiểu biết về bản thân. Điều quan trọng nhất để một người tồn tại trong xã hội là hiểu chính mình. Hãy có nhận thức đúng và hiểu rõ về bản thân. Đừng quá tham vọng và cũng đừng đánh giá thấp bản thân. Đừng nói là giả vờ hiểu biết, tìm kiếm sự thật từ bên ngoài mà trách nhiệm lớn nhất là đối với bản thân. Biết rõ mình vô minh, thế giới rộng lớn, mình chỉ là giọt nước trong biển cả. Luôn duy trì tâm lý cốc cạn, khiêm tốn để học hỏi người khác, phát triển bản thân. Thứ ba, giác người. Hiểu bản chất con người, phù hợp với bản chất con người. Biết lời nói và hành động, biết điều thiện và điều ác. Bản chất của con người là sinh tồn, dục vọng và danh lợi là bản năng. Lòng tốt là bản chất con người, xấu xa cũng là bản chất con người. Tham lam là bản chất con người, ích kỷ cũng là bản chất con người. Ham muốn quyền lực là bản chất con người, ghen tị cũng là bản chất con người. Không có bản chất tốt hay xấu tuyệt đối trong bản chất con người. Xưa có câu nói rằng, bản chất con người không thể thay đổi,
nhưng nó có thể được cải thiện. Một người thành công cho biết, khả năng cạnh tranh cốt lõi của việc kinh doanh không phải là giá rẻ, mà là để thỏa mãn cảm giác lợi dụng của người dùng. Bản chất của con người là thích kiếm tiền, không chỉ người nghèo mà cả người bình thường cũng như người giàu. Đó là lý do tại sao lòng tham đã trỗi dậy. Khi Tô Tần vận động hành lang thất bại trở về nhà, vợ anh không rời bàn dệt, chị dâu không nấu cơm cho anh, cha mẹ cũng không nói chuyện với anh. Có thể nói là thế giới lạnh lùng. Sau đó, Tô Trần đã vận động thành công cho tể tướng của lục quốc khi một người hoặc hơn 10.000 người về nhà. Ngôi nhà được trang trí bằng đèn lồng và dây hoa, đại bác và âm thanh được bắn, và một bữa tiệc linh đình được tổ chức. Dù trong lòng họ có sợ hãi, nhưng không thể không nói rằng bản chất con người là ghét nghèo và yêu giàu. Hiểu tính cách của một người, thiện và ác, thông qua lời nói và hành động của họ là điểm quan trọng nhất để hiểu một người. Thượng nhân tuân theo nhân tính, trung nhân lợi dụng nhân tính, hạ nhân phê phán nhân tính. Sự giác ngộ khiến chúng ta sợ thiên nhiên và tuân theo thiên nhiên. Trời lành, quân tử phấn đấu tự thân, địa là khôn, quân tử lấy đức làm chủ. Ở đời nên thuận theo đạo trời, lấy đức nuôi dưỡng tâm hồn mình. Đức là cơn mưa trong lành và đẹp đẽ nhất trên đời. Nếu đức không tương xứng sẽ gặp tai họa, không có đạo đức, mù quáng đi ngược đường chỉ có thể dẫn đến ngõ cụt. Tự ngộ cho phép chúng ta biết mình một cách tỉnh táo và luôn giữ một thái độ học tập khiêm tốn và vô tư. Hiểu người giúp chúng ta biết lời nói và việc làm, biết thiện và ác, hiểu bản chất con người, thuận theo bản chất con người và cuối cùng là kiểm soát bản chất con người. Quý vị thân mến, hạnh phúc không nằm trong việc đạt được những gì chúng ta khao khát, mà là khi chúng ta có thể từ bỏ những khao khát đó. Đó là khi ta thấu hiểu giá trị của cuộc sống và không để vật chất chi phối quyết định cuộc sống của mình. Hạnh phúc là sự ý thức và sự tự do, khi ta không bị cuốn vào lòng tham và đam mê vô độ. Bằng cách này, chúng ta giành lại sự kiểm soát và tìm thấy niềm vui thực sự trong trạng thái bình an và thảnh thơi của tâm hồn. Bởi vì trên đời này không có gì là không buông xả được, người biết đủ chính là hạnh phúc nhất. Ngày nay, khi ai nấy đều cảm thấy cuộc sống xô bồ, bon chen, nhiều áp lực, rất khó có thể tìm được một cuộc sống vui vẻ. Mỗi người đều đang miệt mài đi kiếm tìm niềm vui, niềm hạnh phúc cho riêng mình. Tuy nhiên, hạnh phúc ở đâu, hạnh phúc là gì, không ít người trong chúng ta vẫn đang kiếm tìm trên con đường vô định của mình. Gần đây, tôi đọc được một câu chuyện nhỏ. Có hai mẹ con nhà nọ ra chợ mua đồ. Trên đường, hai mẹ con đi ngang qua cửa hàng bán bánh. Hương thơm trong quán ngào ngạt bay ra từng đợt. Nhìn những chiếc bánh thơm ngon trong tủ như muốn níu giữ bước chân cậu bé. Cậu đứng đó bất động, mắt không rời khỏi những chiếc bánh vừa thơm vừa béo ngậy kia. Mẹ cậu bé đoán được con mình muốn gì, nên cho cậu vào quán chọn một chiếc bánh mình thích nhất, mua cho cậu một chiếc. Cậu bé chọn cho mình một chiếc bánh trứng bọc sô-cô-la béo ngậy. Khi ông chủ tiệm gói chiếc bánh lại đưa cho cậu bé, cậu như không thể chờ đợi lâu thêm được nữa mà muốn ăn nó ngay lập tức. Tuy nhiên, mẹ cậu bé lại không cho cậu ăn ngay. Nguyên nhân vì thời gian cũng đã gần trưa. Mẹ cậu sợ cậu ăn bánh bây giờ thì sẽ không ăn cơm được nữa. Mẹ cậu bé nói cậu mang về nhà, sau khi ăn cơm rồi mới được ăn. Cậu bé đang vui mừng vì được mẹ mua bánh cho, nhưng giờ lại không được ăn ngay nên nổi cơn giận dỗi. Cậu khóc thảm thiết, dù mẹ cậu có dỗ kiểu gì, cậu cũng không chịu nín khóc. Mọi người đi đường, ai nấy cũng nhìn vào hai mẹ con, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Vừa hay lúc đó, có một lão hòa thượng đi qua, chứng kiến cảnh tượng từ đầu đến cuối, đột nhiên ngộ được một điều. Trước lúc mẹ cậu bé mua bánh cho cậu, vốn dĩ cậu cũng chẳng có gì.
Nay mẹ cậu bé lấy bánh lại, cùng lắm cũng chỉ là quay lại tình cảnh ban đầu. Không được gì mà cũng chẳng mất gì. Cớ sao phải tổn thương như vậy? Trên đời này, không có điều gì là không có không được. Tất cả đều có thể buông xả. Kỳ thực, quay lại nhìn cuộc sống xung quanh chúng ta, cũng không ít người như cậu bé kia. Đôi khi, chỉ vì những điều nhỏ nhặt, vốn dĩ ngay từ đầu không có nhưng sau này lại không thể không có. Ví như phải có bạn trai đưa đón, phải có vợ chuẩn bị quần áo mỗi ngày khi đi làm, phải xem một tiết mục truyền hình nào đó, phải uống cà phê mỗi sáng, phải gặp gỡ bạn bè mỗi cuối tuần. Khi không được thỏa mãn thì hờn giận, tức tối, tự chuốc khổ vào thân. Cuộc sống vốn dĩ trước đây không có điều đó, bản thân cũng chẳng sao. Bây giờ thì lại như kiểu không thể không có. Thậm chí có người không dùng một sản phẩm nào đó, một thương hiệu nào đó, thì như thể trời đất đảo điên, đã bị nó trói buộc mất rồi. Đương nhiên, được người khác chăm sóc, bản thân hay được thỏa mãn những nhu cầu của mình cũng không phải là điều gì đó xấu cả. Chỉ có điều, vạn sự trên đời, có được thì cũng có mất. Mọi thứ đều cần có sự cân bằng. Trước đây, có một lão ngư ngồi câu cá bên bờ sông. Nhưng mấy tiếng đồng hồ qua đi mà không câu được con nào cả. Bình rượu cũng đã vơi dần, lại cộng với ánh nắng mặt trời khiến cho lão ngư đầu óc mơ màng, không biết rằng có một con cá đã cắn câu. Con cá cố thoát chạy nên kéo mạnh cần câu làm cho lão bừng tỉnh. Nhưng khi lão ngư đứng dậy, toàn thân lại mất cân bằng, lảo đảo qua lại rồi ngã xuống sông. Lúc đó, có một đứa trẻ cùng ông nội mình đi qua đó trông thấy. Đứa trẻ ngây thơ nói: "Ông ơi, đây là lão ngư câu được con cá hay là con cá câu được lão ngư vậy?" Là chúng ta câu cá hay cá câu chúng ta? Kỳ thực, đây là vấn đề đáng để chúng ta suy ngẫm. Thử nghĩ khi chúng ta thích một món đồ nào đó nhưng lại không có được, điều đó khiến cho chúng ta không vui. Vậy chẳng phải chính món đồ đó khiến chúng ta không vui hay sao? Vậy nên, có những lúc vui vẻ, hạnh phúc không phải là khi chúng ta được thỏa mãn những gì mình truy cầu, mà là khi chúng ta buông xả được những gì mình truy cầu. Đừng cho rằng trên thế gian này có thứ gì, mình có thứ đó, như vậy mới là vui vẻ hạnh phúc. Đừng cho rằng trên thế gian này có điều gì đó mình không thể buông xả được. Cũng ví như đứa trẻ kia, khi chưa được mẹ mua bánh, vốn dĩ đứa trẻ kia nó không có gì cả. Dù sau khi có bị lấy đi chiếc bánh kia thì cùng lắm cũng chỉ là trở về như lúc ban đầu mà thôi. Có gì đáng phải đau khổ như vậy? Chúng ta đến trong cát bụi rồi cũng trở về với cát bụi. Vậy thì trong khoảng thời gian giữa đến và đi đó, có nên chăng hãy sống một cuộc sống an nhiên tự tại, học cách biết thỏa mãn với lòng mình, buông bỏ những truy cầu không cần thiết để lòng được nhẹ bước thênh thang. Giá trị, nó là thứ không tuyệt đối. Khi ta truy cầu một thứ gì đó thì khi đó nó có giá trị. Nhưng khi ta không truy cầu nó nữa, nó sẽ trở nên không có ý nghĩa gì nữa. Cũng ví như một chiếc iPhone. Với người hâm mộ nó thì đó là thứ không thể thiếu bên mình. Thời thời khắc khắc đều giữ nó bên mình, trân quý như sinh mệnh của chính mình vậy. Nhưng đối với những người không hâm mộ nó thì nó cũng chỉ như chiếc điện thoại thông minh bình thường khác. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Con người khi truy cầu niềm vui, sự hạnh phúc vào những vật chất bên ngoài cũng đồng nghĩa tự đeo gông cùm cho chính mình. Buông bỏ dục vọng vào những thứ không thực sự cần thiết bên ngoài chính là con đường nhanh nhất đưa chúng ta đến bến bờ hạnh phúc. Hạnh phúc đích thực không phải là khi được thỏa mãn những gì mình muốn có, mà là buông xả được những gì mình muốn có. Quý vị thân mến, vận mệnh của một người tốt hay xấu nhìn vào khẩu đức là có thể biết được. Cho nên khẩu nghiệp cũng hết sức quan trọng. Trong đời người ta, những sự việc khuyết đức
không phải ngày ngày đều xảy ra. Nhưng nói lời khuyết đức, nói lời có nghe, nói lời bất chính thì có thể ngày nào cũng gặp. Lâu dần, phúc báo đều từ miệng mà hao tán sạch trơn. Cho nên, người nói năng không có khẩu đức thì cả đời lận đận thê lương. Khẩu đức đối với người nào cũng vậy. Rất nhiều phúc báo đều bị tổn hao từ cái miệng ấy. Bởi vậy mà nói chuyện không có khẩu đức thì vận mệnh không thể nào tốt lên được. Thứ nhất, một người càng tu dưỡng càng biết nói năng chừng mực. Trong mọi tình huống, chúng ta nên nuôi dưỡng tâm thái biết ơn, đó chính là sự tiến bộ thực sự. Đừng nên nói hết mọi điều với người khác, hãy để lại 3 phần dư địa để người khác tự do diễn đạt và dành cho mình một ít lời nói tử tế. Đừng quá chỉ trích người khác, hãy để lại 3 phần dư địa để người khác cải thiện và dành cho mình một ít sự thông cảm. Đừng tự mãn với tài năng, hãy để lại 3 phần dư địa để người khác tỏa sáng và dành cho mình một chút sự sâu sắc. Đừng tỏ ra quá sắc bén, hãy để lại 3 phần dư địa để người khác tỏa ánh sáng và dành cho mình một chỗ ẩn náu. Không nên yêu cầu thưởng thức công lao, hãy để lại 3 phần dư địa để người khác ghi nhận và dành cho mình một chút khiêm tốn. Đừng cố chấp tranh giành lý trí, hãy để lại 3 phần dư địa để người khác hưởng lợi và dành cho mình một chút dung hòa. Thứ hai, tâm niệm thiện lương mang đến phúc báo. Cổ nhân giảng rằng, ngôn do tâm sinh, nếu miệng cứ nói lời bất hảo hay đàm luận thị phi hoặc nguyền rủa người ta, như vậy phúc báo sẽ hao tán nhanh chóng. Không chỉ có vậy, nếu có lời trách móc bậc trưởng bối thì cũng bị tổn nhiều phúc báo. Có nhiều người vợ hay trách oán chồng mình, nói anh ta không tốt thế này, không tốt thế kia. Cãi vã om sòm rồi lôi cả cha mẹ, tổ tông, tám đời đối phương ra chửi rủa. Lời nói khó nghe, nào cũng tuôn ra hết. Như thế, khẩu nghiệp đã tạo ra rất nặng nề. Gia cảnh theo đó mà càng ngày càng nghèo khổ, khốn đốn. Bởi vì phúc báo đều theo những lời bất hảo đó mà tàn hết. Cho nên, quan khẩu nghiệp này nhất định phải chú ý. Lời nói cần lưu đức, không nói lời khắc bạc chua cay, như thế mới giữ được phúc báo. Vậy tại sao lời nói lại có thể làm tổn phúc? Cần biết rằng, phúc báo là từ duyên khởi, do nhân duyên hòa hợp mà nên, cũng là một dạng thể hiện của trường năng lượng. Ví dụ, bạn đi đến chùa làm công đức, bạn quét sân, lau bàn, hành vi ấy sẽ mang lại cho bạn phúc báo chăng? Không phải vậy, mà là tâm thiện mang đến phúc báo cho bạn. Chúng ta phát tâm làm lợi ích chúng sinh nên mới quét sân, lau dọn sạch sẽ, kết duyên hoan hỷ với chúng sinh. Tâm niệm thiện lương ấy phát xuất ra được năng lượng từ bi chân chính của vũ trụ cảm ứng. Khi đó sẽ được năng lượng chính gia trì, tạo ra duyên khởi của phúc báo. Phúc báo như thế mà sinh ra. Oán trời trách người, tổn phúc rất nhanh. Phúc báo bị tổn đó cũng do tâm mà ra. Trong tâm có xu hướng tự tư, ôm hận, đố kỵ, keo kiệt, lãng phí thì sẽ làm tổn hao phúc báo. Tổn hao phúc báo là do tâm và hành vi kết hợp. Người mà oán trời trách người là không biết trân quý những gì mình đang có, mà cứ than trách mãi không thôi. Phúc báo sẽ tổn thất rất nhanh. Miệng cần nói lời tốt đẹp, tâm cần ôm giữ thiện lương, Phật thuyết kinh giảng pháp, ngôn từ thật nhẹ nhàng, làm chúng sinh thấy an lạc trong tâm. Khi miệng nói lời tốt đẹp, trong lòng mang hảo tâm, cũng giống như vũ trụ phát xạ những từ trường tích cực, mang lại những phúc báo an lành. Vậy, hảo tâm là thế nào? Trước tiên cần phải biết đủ cùng cảm ơn. Trì túc cũng là một loại tự thành. Quý vị thân mến, trên con đường cuộc sống, thời gian chảy như dòng nước mềm mại. Nếu không biết trân trọng từng khoảnh khắc, chúng ta sẽ bỏ lỡ điều quý giá. Hiện tại quá khó nắm bắt, liệu chúng ta đã thấu hiểu? Cuộc sống tồn tại như giấc mộng, ngắn ngủi và thoáng qua.
hãy trân quý từng khoảnh khắc hiện tại, nắm bắt sự tươi đẹp và sự trọn vẹn của cuộc sống, mở lòng và sống chân thành với mọi phút giây. Chỉ khi ta biết trân trọng hiện tại, ta mới thực sự khám phá được ý nghĩa thực sự của sự sống. Chuyện kể rằng, trong chùa Vĩnh Bình có một vị thiền sư đã hơn 80 tuổi. Một hôm trong lúc ông đang phơi nấm hương, vị thiền sư trụ trì nhìn thấy liền nói với ông: "Trưởng lão, ngài nhiều tuổi thế rồi, sao còn phải làm việc này? Ngài không cần vất vả thế, để tôi cho gọi người khác đến làm giúp ngài." Vị thiền sư liền trả lời: "Người khác không phải là tôi." Vị sư trụ trì nói: "Ngài nói đúng, nhưng nếu muốn làm thì cũng không nên chọn thời điểm đang nắng to như thế này." Vị thiền sư nói: "Trời nắng to không phơi, chẳng lẽ chờ đến lúc trời dâm, trời mưa mới đi phơi hay sao?" Vị sư trụ trì lúc đó mới ngộ ra được vấn đề. Có một câu chuyện tương tự. Trên một ngôi chùa cổ ở Nhật Bản, có một cậu bé mới 9 tuổi tên là Thân Loan, sau này là người sáng lập chân tông Tịnh Độ, quyết định xuất gia đi tìm thiền sư để xuống tóc. Khi gặp được thiền sư đã hỏi ông rằng: "Con hãy còn nhỏ thế này, tại sao đã muốn xuất gia?" Lúc đó Thân Loan trả lời: "Năm nay mặc dù cháu mới 9 tuổi, nhưng bố cháu đã qua đời. Cháu không biết vì sao con người phải chết, vì sao cháu và bố cháu phải rời xa nhau. Vì thế, để hiểu được đạo lý này, cháu nhất định phải xuất gia." Vị thiền sư nói: "Được, ta hiểu rồi. Ta đồng ý nhận con làm đồ đệ. Nhưng hôm nay muộn rồi, chờ đến sáng sớm mai, ta sẽ cắt tóc cho con." Thân Loan nghe xong liền nói: "Thưa sư phụ, mặc dù sư phụ nói là chờ đến sáng sớm mai sẽ cắt tóc cho con, nhưng con còn nhỏ, con không dám chắc quyết tâm đi tu của con có còn được giữ đến sáng mai không. Mà sư phụ thì đã nhiều tuổi thế này rồi, sư phụ có dám chắc sáng mai tỉnh dậy sư phụ vẫn khỏe mạnh không?" Vị thiền sư nghe xong liền nói: "Tốt, tốt," và vô cùng vui mừng mà rằng: "Con nói rất hay, những gì con nói đều đúng, ta sẽ cắt tóc cho con ngay bây giờ." Cuộc sống luôn ẩn chứa những điều bất ngờ mà bạn khó có thể lường trước. Có thể nay bạn còn cười cười nói mà mai đã về với cát bụi. Cuộc sống này ngắn ngủi là vậy. Một ngày bạn còn trên thế gian này là một ngày hạnh phúc. Mỗi sớm mai thức dậy là món quà vô giá tạo hóa ban cho mỗi người đang sống thời khắc ấy. Hiện tại gần nhất của chúng ta chính là ngày hôm nay, ngày mà ta đang hiện diện một cách rõ ràng và chắc chắn nhất. Tương lai của chúng ta không phải ngày mai mà là những khoảnh khắc nối tiếp của ngày hôm nay. Vạn vật của thế giới luôn nằm trong sự biến đổi không ngừng nghỉ. Con người cũng vậy, không ai biết được tương lai sẽ ra sao, ngày mai cũng không chắc chuyện gì sẽ đến. Có những biến cố bất ngờ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn cũng có thể khiến ta mất đi ngày mai vĩnh viễn. Vì vậy, ngày hôm nay, khi ta muốn làm một điều gì đó, hãy bắt tay làm. Đừng mãi lưỡng lự băn khoăn, lo nghĩ về quá nhiều thứ. Đừng để ngày hôm nay trôi đi bởi những luyến tiếc đã qua, làm mờ đi nụ cười hiện tại. Mỗi một ngày được sống là một ngày hạnh phúc nhất trên thế gian. Nên đừng lãng phí nó bởi nỗi buồn trong quá khứ và những dự định xa tận chân trời. Hãy làm những việc cần làm trong hôm nay, đừng chờ đợi vào ngày mai. Ngày mai chúng ta có việc của ngày mai, không thể để thời khắc của ngày mai bao trùm hết hôm nay được. Như vậy chẳng khác chúng ta đang phí phạm một ngày đáng sống. Trong cuộc sống, nếu đã biết rằng không thể thay đổi quá khứ, không thể đoán trước tương lai, thì hãy tận dụng để sống hết mình cho hiện tại. Đặc biệt là trân trọng ngày hôm nay của chúng ta. Trân quý hôm nay, bạn sẽ không lãng phí nó và để cơ hội trôi qua. Trân quý hôm nay chính là trân quý sinh mệnh bạn. Chỉ bằng cách trân quý hôm nay, bạn mới không hối tiếc suốt cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến,
Để có một cuộc sống thành công và hạnh phúc, chúng ta cần nuôi dưỡng tâm hồn thanh tịnh, tươi đẹp và thiện lương. Hãy khám phá và học hỏi từ những bài học ý nghĩa của cổ nhân để vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng, mỗi ngày là một cơ hội để chúng ta học hỏi và trau dồi bản thân, để trở thành người tốt hơn, đẹp hơn. Quý vị thân mến, trong cuộc sống này, khi ta đặt ra mục tiêu làm việc lớn, không chỉ đòi hỏi sự nghiêm khắc và kiên định từ bên ngoài, mà còn yêu cầu ta tìm tòi, rèn luyện và tu dưỡng bản thân từ bên trong. Ý chí sắt đá phải được gìn giữ, lòng kiên định không được lắng đọng. Đồng thời, chúng ta cần trau dồi trải nghiệm và hiểu biết phong phú, khám phá những con đường con người chưa từng đi qua. Tuy nhiên, thành công thực sự chỉ đến khi ta thấu hiểu lẽ đời, tuân theo đạo trời, đối nhân xử thế với khoan dung và độ lượng. Thứ nhất, phải biết tự xét mình và sửa lỗi. Con người sống ở trên đời, mấy ai không phạm sai lầm. Nhưng sự khác biệt giữa người thành công với đại đa số người bình thường khác chính là ở chỗ họ có thể chủ động tự xét mình, sửa lỗi và không ngừng thăng tiến. Thời trẻ, Tăng Quốc Phiên mang trong mình nhiệt huyết tuổi trẻ, tinh lực tràn đầy nhưng tính tình lại rất nóng nảy. Khi làm quan ở Kinh Thành, ông đã từng rất phóng đãng, lỗ mãng. Có lần, ông và người bạn đồng hương tranh luận một vấn đề mà không có kết quả. Cuối cùng xảy ra đánh nhau, lại còn có lần đến chơi nhà người bạn đồng sự. Nhìn thấy tiểu thiếp xinh đẹp của bạn, không nhịn được liền buông lời chồng ghẹo. Trong tâm cũng khởi ý niệm xấu. Có thể thấy rằng tuổi trẻ của Tăng Quốc Phiên cũng mang nhiều khuyết điểm, nhưng khi đọc trong nhật ký của ông, chúng ta sẽ thấy rằng đối với những suy nghĩ ích kỷ và thói đời xấu xa mà ông mắc phải, ông tự mình nhận thức ra và thề với bản thân rằng sẽ cải chính lại những sai lầm đó. Năm 17 tuổi, ông bị dính vào thuốc phiện. Sau khi bị thầy mắng chửi một trận thậm tệ, ông đã lập tức quyết chí cai thuốc, nhưng kiên trì 1-2 tháng thì lại hút lại. Trong nhật ký của ông ghi lại: sơ giới ngật yên, như thất nhũ bàng hoàng. Tạm dịch là ban đầu bỏ thuốc hoang mang như đứa con mất sữa mẹ. Điểm khó khăn là ở hoàn cảnh xung quanh, các bạn học khác đều hút thuốc. Đó là một sự cám dỗ cực lớn. Cuối cùng, những thứ đồ dùng để hút thuốc mà ông yêu thích đều bị ông đem đi đập hết sạch. Từ đó không ngừng đốc thúc, tu chính bản thân. Sau cùng cũng từ bỏ được thói xấu nghiện thuốc này. Cuộc đời Tăng Quốc Phiên là cuộc hành trình đi từ một người bình thường với nhiều thói hư tật xấu cho đến khi trở thành một đại danh nho lỗi lạc. Vậy nên, những câu chuyện của ông mới trở thành những kinh nghiệm quý báu có tính phổ biến, lưu lại cho người đời sau. Tăng Tử nói, mỗi ngày phải nhiều lần tự suy xét xem hành vi của bản thân có chăng còn tồn tại sai lầm. Khổng Tử cho rằng, đối với những lệch lạc của bản thân thì phải nghiêm khắc như là quan tòa mà xét xử, không thể dễ dãi thuận theo, dù đau đớn cũng phải hạ quyết tâm cải lại chính bản thân mình. Thứ hai, phải có tính kỷ luật. Tính kỷ luật chính là nền tảng của sự thành công. Đối với những người thiếu tính kỷ luật mà nói, cuộc sống của họ tràn đầy những cám dỗ và cạm bẫy. Khoảng 30 tuổi, Tăng Quốc Phiên lập ra một quy định nghiêm khắc tu thân cho chính mình và đặt tên là Nhật Khóa Thập Nhị Điều. Tạm dịch, 12 điều phải học mỗi ngày, mà chủ yếu là chủ kính, chỉnh tề nghiêm túc, tĩnh tọa, dậy sớm, đọc sách, viết nhật ký, luyện chữ, cẩn ngôn, cẩn thận lời ăn tiếng nói, dưỡng khí, sáng tác văn thơ. Mỗi ngày từ sáng đến tối đều phải thực hiện được những việc này. Tăng Quốc Phiên trước khi tạ thế từng để lại lời răn, mà điều đầu tiên chính là thận độc. Nhất viết thận độc tá
tâm an. Hàm ý là ngay cả khi chỉ có một mình, không ai hay biết, thì hành vi của bản thân cũng luôn phải thận trọng, chiều theo tiêu chuẩn đạo đức mà hành xử. Không thể tùy tiện, khinh suất. Trước sau, không thể phóng túng bản thân. Mỗi ngày đều làm được như vậy, thì tất sẽ an tâm. Thận độc thực chất chính là một loại hình thức cao hơn cả tự kỷ luật. Người mà có thể thận độc chính là có thể khống chế tinh thần, kiểm soát được ham muốn của bản thân. Tự nhiên sẽ cảm thấy trong lòng yên ổn. Tự nhiên cũng có được sức mạnh và tinh lực để có thể làm những sự việc mình muốn thực hiện. Một người mà có thể tự kỷ luật, thận độc, bản thân thì trong tâm không có hổ thẹn. Gặp biến cố mà không sợ hãi, tâm tình bình hòa vui vẻ. Tăng Quốc Phiên gọi đó là nguyên tắc sống quan trọng nhất của đời người, là bài thuốc tốt nhất, là việc quan trọng bậc nhất trong đạo tu thân dưỡng tính. Hãy sẵn sàng giúp đỡ người khác. Người xưa dạy, người quân tử càng giúp người khác thì mình càng có được nhiều hơn. Đây chính là thể hiện cụ thể của tấm lòng nhân ái giữa người với người. Người có trí huệ đều hiểu rằng giúp người khác thành công kỳ thực chính là đang tự giúp chính mình. Sau khi quân Tương đánh phá được Nam Kinh, Tăng Quốc Phiên trong tấu chương chỉnh lên triều đình đã đem công chủ tính thắng lợi nhường cho Hồ Lâm Dực và công huyết chiến nơi tiền tuyến nhường cho Đa Long A. Tăng Quốc Phiên cho rằng người nếu muốn tâm tồn tế vật, tâm làm lợi cho vạn vật thì cần dốc lòng giúp đỡ người khác, cần có tâm chân thành muốn người khác được thành công. Hiểu được rằng giúp người kỳ thực chính là giúp bản thân mình. Người như vậy cho dù tạm thời không giàu có về vật chất, nhưng lại là người đại phú đại quý về tinh thần. Một người chấp nhận từ bỏ phần lợi nhỏ, không tính toán được mất, như vậy mới có thể thật sự được mọi người trợ giúp. Con đường nhân sinh cũng vì thế càng ngày càng rộng mở. Nếu như có thể tâm tồn tế vật, vậy thì chính là làm cho cuộc sống trở nên rộng rãi, thành tựu vô hạn trong tương lai. Nói cách khác, bất cứ có chuyện gì đều có kết quả nhất định. Nỗ lực bao nhiêu mới có thể thu hoạch được bấy nhiêu. Nỗ lực không nhất định là thống khổ, nhưng lúc thu hoạch thì nhất định hạnh phúc. Cuối cùng, để đạt được thành công trong những công việc lớn lao, chúng ta không chỉ cần đặt ra mục tiêu và hành động, mà còn phải định hướng tinh thần và trau dồi tâm hồn. Chỉ khi chúng ta biết tôn trọng và thấu hiểu lẽ đời, đạo trời và cách xử thế đối với mọi người, chúng ta mới thực sự trở thành những con người mẫu mực. Hãy mang trong mình lòng kiên nhẫn, lòng khoan dung và lòng tử tế để chinh phục những khó khăn trên đường đi. Với ý chí sắt đá và tấm lòng bao la, chúng ta sẽ trở thành những người thành công không chỉ trong công việc lớn mà còn trong cuộc sống đầy ý nghĩa này. Quý vị thân mến, trong lòng mỗi người đều có sự lương thiện. Khi nhìn thấy người khác rơi vào khốn khó, chúng ta thường không thể chịu nổi mà muốn giúp đỡ một tay. Nhưng nếu như chúng ta làm những việc tốt ấy chỉ vì để xoa dịu sự không đành lòng của chính mình, mà không phải thực sự cải thiện được hoàn cảnh của người khác, vậy thì đó chính là tiểu thiện. Những việc làm tốt như vậy là do chúng ta không biết nhìn xa. Ngược lại, đôi lúc còn khiến cho đối phương dễ dàng lâm vào sự nguy hiểm mới nữa. Bởi vì thiện nhỏ giống như ác lớn, thiện lớn lại có vẻ vô tình. Có một câu chuyện kể về cái chết của hàng trăm con ngỗng hoang chỉ vì lòng tốt nho nhỏ của một ông lão như thế này. Có ông lão chứng kiến hai con ngỗng hoang bị mắc kẹt trong hồ đã động lòng trắc ẩn, nên hàng ngày ông lão đều đến cho chúng thức ăn. Kết quả là năm này qua năm khác, số ngỗng hoang ngày càng một nhiều hơn. Chúng cũng không còn bay về phía nam để tránh cái lạnh nữa. Tuy nhiên, có một năm nọ, ông lão qua đời, hàng trăm con ngỗng hoang đến chờ được cho ăn, đều chết đói hết cả.
Khi giúp đỡ người khác, chúng ta nên suy xét toàn diện. Cần phải nhớ rằng, cho người ta con cá chi bằng cho người ta cần câu. Đó mới chính là hành động nhân ái thực sự. Đừng chỉ nhìn vào lợi ích thiệt hơn trước mắt, mà cần phải cân nhắc sự lợi và hại về lâu về dài mà có hành động từ thiện hợp lý. Như thế được gọi là đại thiện. Cổ nhân cũng thường giảng về đạo lý như vậy, gọi là tiểu thiện như đại ác, đại thiện tối vô tình. Cũng như câu chuyện của nước Lỗ, vào thời kỳ Xuân Thu, nước Lỗ quy định rằng bất kỳ người nước Lỗ nào đi qua nước khác, khi nhìn thấy người dân của nước mình làm nô lệ ở nước khác, đều bỏ tiền ra chuộc họ về. Sau khi trở về nước thì báo lên chính phủ để được hoàn trả lại tiền. Học trò của Khổng Tử là Tử Cống đã chuộc lại một người nước Lỗ ở nước khác, nhưng lại không đến báo chính phủ trả lại số tiền. Người dân trong nước đều ca ngợi sự cao thượng của Tử Cống, nhưng Khổng Tử thì lại không nghĩ như vậy. Khổng Tử trách cứ Tử Cống rằng, hành vi cao thượng của con cuối cùng sẽ dẫn đến sự việc không ai sẵn sàng chuộc nô lệ nữa. Bởi vì chuộc người xong không báo lên để được hoàn trả là phẩm chất cao thượng. Vậy nếu như ta chuộc người xong mà báo lên thì sẽ bị nói là phẩm chất không tốt. Vậy thì sau này còn ai muốn bỏ tiền ra để chuộc nô lệ về nữa chứ? Thực tế đã chứng minh Khổng Tử nói đúng. Sau Tử Cống, rất ít người báo lên chính phủ để lấy lại khoản tiền đã chuộc người. Nhưng những người nô lệ được giải cứu cũng ít đi. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn còn có một câu chuyện kể rằng có một vị tể tướng tên Lữ Văn Ý là một vị quan thanh liêm, sau này đã từ chức về quê. Có một người say rượu buột miệng mắng chửi Lữ Văn Ý, rồi có người đã mách chuyện này lại cho ông biết. Lữ Văn Ý với tấm lòng lương thiện không truy cứu chuyện đó, nhưng không lâu sau đó người này đã phạm một tội nghiêm trọng hơn và bị kết án tử hình. Trong lòng Lữ Văn Ý áy náy vô cùng, không ngờ rằng ý nghĩ nhân từ nhất thời lúc đó của mình đã phóng túng để người đó trở nên lộng hành ngang ngược hơn, từ đó đã phạm phải tội chết. Nếu như lúc đó trừng trị chỉnh đốn anh ta, nói không chừng đã có thể khiến anh ta quay về con đường chính đạo rồi. Khi đối nhân xử thế, cần phải luôn giữ một trái tim nhân hậu. Nhưng không phải tất cả mọi ý tốt đều có thể mang lại kết quả tốt. Thực tế đã có nhiều tiểu thiện gây ra thảm họa lớn. Do đó, chúng ta cần khéo léo và cân nhắc trong khi làm việc thiện để đảm bảo sự cố và đem lại hạnh phúc, bình an đến với mọi người. Hai câu chuyện này cho chúng ta biết rằng lòng tốt mù quáng có thể gây điều ác. Cái gọi là tiểu thiện, lòng tốt mù quáng chính là do bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Bị cảm xúc che mắt, vừa có ý niệm nhân từ liền thuận tay làm ngay. Như vậy gọi là tiểu thiện. Ví dụ như có người không thích sát sinh mà thích phóng sinh. Nhưng nếu phóng sinh một cách mù quáng thì sẽ phá hủy môi trường sinh thái tại nơi đó, dẫn đến tai họa diệt vong cho nhiều sinh vật khác. Khi người ta nhìn thấy trẻ em khuyết tật trên đường mong cầu sự giúp đỡ, thế là họ không thể nào không cho tiền. Những việc làm tốt nhỏ nhoi này có thể nhất thời giải quyết được vấn đề ăn mặc, nhưng về cơ bản họ không thể thay đổi vận mệnh của những đứa trẻ. Điều xấu xa hơn nữa là có rất nhiều băng nhóm tội phạm nhìn thấy từ đó có thể lợi dụng lòng tốt của người ta để trục lợi. Chúng sẽ không ngần ngại bắt cóc trẻ em và khiến cho những đứa trẻ trở thành tàn tật và buộc chúng phải ra đường để ăn xin. Đây chính là tiểu thiện như đại ác, đại thiện tối vô tình. Xưa có lưu lại một câu chuyện như sau. Khổng Tử còn có một người học trò tên Tử Lộ. Một hôm nọ, lúc đi gần bờ sông, anh này đã cứu một nông dân từ dưới sông lên. Người nông dân đã biếu một con bò cho Tử Lộ để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Trong thời đại nông nghiệp, một con bò là một món quà vô cùng giá trị. Tử Lộ vui vẻ dẫn con bò đi khắp phố, người qua đường bàn tán rì rầm. Người này cứu người là tốt,
nhưng lại nhận con bò của người ta, nhân phẩm thật xấu. Sau khi Khổng Tử biết điều đó, ông đã công khai khen ngợi Tử Lộ, bởi vì việc cứu người và nhận quà từ họ, sau này nó sẽ khiến cho nhiều người hơn nữa sẵn sàng cứu những người sắp chết đuối trong tương lai. Sự lương thiện chân chính nhất định đều phải có lý trí, phải buông bỏ những nhân tố cảm tính, cảm xúc và tình cảm, không bị ảnh hưởng bởi tình cảm, không bị quấy dày bởi cảm xúc. Sự lương thiện có lý trí phải cân nhắc đến sự lâu dài và chuỗi nhân quả đằng sau mọi sự việc. Trong Đạo Đức Kinh có nói rằng, trời đất không nhân từ, xem mọi thứ đều là cỏ cây. Trời đất vốn đã có quy luật riêng, sẽ không bị ảnh hưởng bởi tình cảm, cũng không có điều gì gọi là tốt hay xấu. Khổng Tử nói, trời có nói gì đâu, nhưng vẫn luôn chuyển động, vạn vật sinh sôi, trời cũng không nói gì. Trời đất có vẻ đẹp tuyệt vời, nhưng không nói. Trời đất sinh ra và nuôi dưỡng mọi thứ, nhưng không xem đó là một ân huệ. Cho nên đó là tối vô tình, vô tình nhất. Làm việc tốt lớn lao, không để chút dấu vết. Đã vô tình mà lại càng vô ngôn, không nói. Đây chính là cái gọi là đại thiện tối vô tình. Lòng lương thiện chân chính nhất định phải kết hợp với trí tuệ. Con người vừa phải thấu hiểu lòng người trong cuộc đời này, vừa phải hiểu được quy luật của thiên nhiên, tự nhiên. Chỉ có như vậy thì những việc làm tốt của chúng ta mới hợp với lẽ trời. Không vi phạm quy luật của tự nhiên mà lại còn giúp đỡ được người khác thoát khỏi nghịch cảnh. Lòng tốt như vậy mới thực sự là sự lương thiện chân chính. Quý vị thân mến, trên cuộc hành trình đầy biến đổi của cuộc sống, chúng ta trải qua những bài học quý giá mà chỉ có thể thấm thía khi trải nghiệm. Những đạo lý sâu sắc mà ta chỉ lĩnh hội được sau những thử thách và trải nghiệm. Chính chúng tạo nên sự thay đổi đáng kể trong vận mệnh của chúng ta. Đời người rộng lớn và huyền bí, đến khi ta khám phá và hiểu biết sâu hơn, ta mới nhận thấy rằng những bài học ẩn chứa sự khôn ngoan và ý nghĩa vô hạn. Hãy mở lòng và sẵn sàng tiếp nhận những bài học đó, để cuộc sống trở nên thăng hoa hơn và vận mệnh thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp. Khi ta lĩnh hội được 4 đạo lý này, cuộc đời bạn sẽ có bước ngoặt lớn. Thứ nhất, cuộc sống khổ sở chỉ bởi dục vọng quá nhiều. Con người khi sống đều có mong ước truy cầu, nhưng phải biết sức mình đến đâu. Nếu không được thì đừng quá cưỡng cầu. Nếu mong ước quá nhiều thì khi không đạt được sẽ sinh ra oán trách, đau khổ, thậm chí là đố kỵ với những người có được thứ mà mình không có. Đây là con đường hủy hoại bản thân nhanh nhất. Có những lúc trong cuộc đời ta phải đối mặt với những khó khăn tưởng chừng như không vượt qua nổi. Thánh nhân có câu, lùi một bước biển rộng trời cao. Khi gặp việc căng thẳng thì không nên cố tiến về phía trước để đạt được chút thỏa mãn, mà hãy hòa hoãn, lùi một bước, không đâm đầu vào bức tường phía trước thì có khi sẽ là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Biết đâu có một cánh cửa để vượt qua mà chỉ có thể nhìn thấy từ đằng xa. Người xưa nói, trong họa có phúc, trong phúc có họa. Vậy khi gặp khó khăn thì nên biết tìm cơ hội trong gian truân. Đôi khi đi đường vòng cũng là một quyết định sáng suốt. Nhưng có mấy người thấu hiểu được đạo lý này mà hành xử theo. Khi ở trong hoàn cảnh đó thì chỉ muốn đâm đầu vào với mong muốn nhanh chóng vượt qua. Nhưng kết quả hoàn toàn trái lại, chỉ có đau khổ và bi thương. Lòng tham của con người là vô đáy. Bởi vậy, phải hết sức tỉnh táo, đừng để lòng tham dẫn dắt đến sai lầm, khiến cả đời không biết đủ cũng không biết hạnh phúc là gì. Đôi khi dành cả đời để tìm kiếm, nhưng một ngày bỗng nhận ra hạnh phúc chính ở ngay bên cạnh mình. Là gia đình, là bữa cơm thân mật, hay chỉ đơn giản là một nụ cười. Thứ hai, phải tin vào chính mình. Trên đời này,
9 người thì 10 ý. Dù sống thế nào cũng khó mà vừa lòng hết tất cả. Khi bạn thông minh thì người khác sẽ nói bạn mưu kế thủ đoạn. Khi bạn nỗ lực đạt được thì có người sẽ nói bạn ăn may. Khi bạn thành thật đối đãi thì có kẻ sẽ nói bạn giả nhân giả nghĩa. Tất cả chúng ta ít nhất một lần trong đời trải qua những lúc như vậy. Nhưng đừng quên rằng ta không sống để hài lòng người khác. Những đánh giá đó có thể không phản ánh sự thật. Chúng chỉ là sự lừa dối phát sinh từ lòng ghen tị và đố kỵ. Bản thân chỉ có không làm việc trái với đạo đức, lương tâm, không dối lòng, không thẹn với trời đất, thì cứ đường đường chính chính mà làm, mà bước tới. Đừng để những lời gièm pha cản trở bước tiến của mình. Cũng không cần phải lấy lòng, xu nịnh những người bất đồng chính kiến. Dù cho cả thế giới có quay lưng, nếu biết chắc rằng việc mình làm là đúng đắn mà chính nghĩa thì cứ kiên trì mà làm. Khó khăn trước mắt chỉ khiến bản thân càng mạnh mẽ hơn mà thôi. Thứ ba, hãy giữ cho mình ở trạng thái tốt nhất. Trạng thái tốt nhất chính là thư thái. Trong mọi tình huống đều có thể nhẹ nhàng đối đãi, sáng suốt nhìn nhận, không vội vàng hấp tấp. Trạng thái tốt nhất chính là cả thân thể luôn tràn đầy cảm giác hòa ái, yêu thương, làm việc gì đều có thể nhìn thấu đáo, biết nghĩ cho người khác, không làm tổn thương họ. Trạng thái tốt nhất là khi có thể điềm tĩnh nhận lỗi lầm, làm việc theo lý tính chứ không phải cảm tính, biết vì người khác mà phó xuất, luôn hướng đến các giá trị đạo đức và cao thượng. Thứ khiến người ta đau buồn, không yên chính là cái tâm này luôn dễ bị động. Vậy nên hãy bảo trì tâm tĩnh lặng giữa những biến động ồn ào xung quanh. Có như thế mới không bị thương tổn. Nếu làm được như vậy thì trong cuộc sống này dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng chỉ như luồng gió nhẹ thổi qua mà thôi. Lúc đó sẽ không thấy ai là đáng giận, ai là đáng ghét, cũng không có việc phiền lòng. Khi chúng ta làm việc sẽ vô cùng lý trí và đứng đắn, kết quả tất nhiên cũng tốt đẹp, mỹ mãn vô cùng. Thứ tư, càng nỗ lực càng may mắn. Người xưa có câu, có công mài sắt, có ngày nên kim. Ý chỉ, người kiên trì và không ngừng nỗ lực sẽ tiến gần hơn tới thành công. Trên hành trình đạt đến mục tiêu, chúng ta sẽ vấp ngã và gặp phải nhiều thách thức. Tuy nhiên, mỗi trở ngại là một cơ hội để chúng ta trưởng thành và tích lũy kinh nghiệm phong phú. Người có tầm nhìn sáng suốt luôn nhìn thấy những phẩm chất ưu tú từ người khác, trong khi người tầm thường thì nhìn thấy những khuyết điểm và kém cỏi. Đó là lý do tại sao những người tài giỏi không ngừng cố gắng vượt qua giới hạn để đạt được những mục tiêu cao hơn. Trong khi người bình thường dễ dàng tự mãn với những chiến thắng nhỏ, sự kiên trì và nỗ lực không ngừng chính là phương châm để đạt đến thành công. Đây cũng là chìa khóa giúp chúng ta hiểu rõ và kiểm soát vận mệnh của bản thân. Mỗi bước tiến, dù nhỏ hay lớn, đều mang lại sự tiến xa hơn tới ước mơ và mục tiêu của chúng ta. Hãy luôn tin tưởng vào khả năng của bản thân và không bao giờ từ bỏ trước khó khăn. Kiên nhẫn và sự cống hiến sẽ dẫn đường cho chúng ta. Chúng ta vượt qua mọi thử thách và đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc. Lĩnh hội được 5 điều trên, hẳn mỗi chúng ta sẽ dung hòa được mọi thứ trong cuộc sống. Hãy tin rằng trong cuộc sống này vạn sự tùy duyên. Cứ nỗ lực hết sức, làm đúng với lương tâm, không hổ thẹn với lòng mình. Cái gì là của bạn, ắt sẽ thuộc về bạn. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, ta nhận thấy rằng cảnh khốn cùng và cảnh thông thuận đều do số mệnh và thời thế quyết định. Nhưng bậc thánh nhân lại không sợ hãi trước đại nạn, bởi họ có nội tâm mạnh mẽ và sự thấu hiểu về thiên mệnh. Họ nuôi dưỡng lòng nhẫn nại và sẵn lòng chờ đợi thời cơ. Trạng thái điềm nhiên tĩnh lặng như nước là kết quả của sự tu dưỡng và khám phá của họ. Bậc thánh nhân biết rằng trong sự kiên nhẫn và sự chờ đợi, thời gian sẽ tới và cơ hội sẽ đến. Từ đó có thể thấy
thánh nhân hiểu mệnh, biết thời không sợ hãi. Suy cho cùng, sự mạnh mẽ của nội tâm chính là dám đối mặt với hiện thực. Có thể dốc sức hành sự, nhưng vì hiểu thiên mệnh nên biết tiết chế bản thân. Luận ngữ có câu, bất chi mệnh, vô dĩ vi quân tử giã. Người không biết thiên mệnh chẳng thể được coi là bậc quân tử. Đạo gia và nho gia không hẹn mà gặp, coi thiên mệnh là điều tối cao. Khổng Tử nói, đến 50 tuổi thì biết mệnh trời. Sau nửa đời người nếm trải đủ những đắng cay, ông mới biết rằng có những điều mình có thể làm được, có những điều mình không thể làm được. Mới biết có những điều cao cả bao la và phổ quát mà con người không thể với tới. Trung Dung viết, quân tử thuộc dị dĩ sĩ mệnh, tiểu nhân hành hiểm dĩ nghiêu hãnh. Bậc quân tử có thể thành tựu đại sự, đa phần đều an phận với địa vị bình dị trong cuộc sống, chờ đợi thiên mệnh. Còn kẻ tiểu nhân lại mạo hiểm, vọng tưởng truy cầu những lợi ích không thuộc về mình, cuối cùng trắng tay. Khi đối diện với khó khăn, sở dĩ con người vẫn cảm thấy sợ hãi, chủ yếu là vì vẫn còn mong cầu và sợ mất mát. Bậc thánh nhân thấu hiểu nhân sinh biết, tận nhân sự thính thiên mệnh, dốc sức hành sự vâng theo mệnh trời. Dẫu nỗ lực nhưng không truy cầu kết quả, dẫu làm việc quên mình nhưng sớm đã coi nhẹ vinh nhục, bởi vì đã ngộ được chỗ huyền diệu của thời thế. Cổ nhân tổng kết thành hay bại được quyết định bởi ba yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Trong đó, thiên thời luôn chiếm vị trí hàng đầu. Người có nội tâm mạnh mẽ có thể nhẫn chịu nỗi cô đơn, cái khổ sở mà mở ra tương lai sáng lạn cho bản thân. Có câu thơ sau: thời vận vị lai quân hưu tiếu, thái công giã tác điếu ngư nhân. Nghĩa là thời vận chưa tới vua nhàn rỗi, thái công cũng như vị ngư ông. Khương Tử Nha bao nhiêu năm trời sống trong cơ cực, từng đi ở rể tại nhà vợ, nhưng vì không giỏi mưu sinh nên thậm chí bị nhà vợ đuổi đi. Ông phải bán thịt, bán rượu, bán bột mì kiếm sống. Nhưng cho dù là buôn bán làm ăn hay xem bói tạm kiếm cơm qua ngày, ông đều chịu khó một lòng học tập thiên văn địa lý, quân sư mưu lược, nghiên cứu con đường trị quốc an bang, chờ thời cơ để thực hiện chí lớn. Đến khi già rồi, ông ngồi câu cá bên sông Vị, cuối cùng được Chu Văn Vương tới đón về. Vương Tử Nha đã giúp nhà Chu diệt Trụ, lại giúp mở mang bờ cõi, khai sáng một thời kỳ thịnh thế. Trong quá trình chờ đợi thiên mệnh đằng đẵng ấy, có bao nhiêu người mất đi sự kiên trì trong nội tâm mà lo tính chuyện được mất hơn thua. Luận ngữ có một câu nói nổi tiếng rằng: tuế hàn nhân hậu chi tùng bách, chi hậu điêu dã. Nghĩa là khi trời trở lạnh mới biết cây tùng cây bách rụng lá sau cùng. Thường vào những tháng năm gian nan nhất, có thể nhẫn nại vượt qua mới biết ai là bậc trí tuệ, ai là bậc dũng giả, ai có nội tâm kiên cường mạnh mẽ. Phạm Trọng Yêm là người nổi tiếng với câu nói: lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Yêu nước thương dân, nhưng năm đó ông cũng để lại một câu danh ngôn truyền đời: bất dĩ vật hỷ, bất dĩ kỷ bi. Bậc trí giả được không cao hứng, mất không sầu bi. Khi viết câu nói ấy, ông bị giáng chức đẩy đi xa. Nhưng trong 8 chữ ngắn ngủi này không có nỗi niềm chua xót trong cơn nguy khó, chỉ có một nội tâm mạnh mẽ không thể khuất phục. Bậc trí sĩ trong các thời đại lịch sử, những người được tôn xưng có nội tâm khoáng đạt, tấm lòng quảng đại, ai nấy đều mang theo tâm thái điềm nhiên, tiêu diêu thoát tục. Từ Trang Tử, Bách Lý Hề thời Xuân Tu Chiến Quốc, cho tới Đào Tiềm thời Ngụy Tấn, rồi Tô Thức, Bạch Cư Dị thời Đường Tống. Cuộc đời của họ ít nhiều đều phải trải qua những giai đoạn mây đen dập trời. Nhưng nội tâm mạnh mẽ của họ, tâm thái không thành công cũng thành nhân của họ, đã thắp sáng ngọn nến nhân sinh của họ một cách siêu thường. Con người sống trên đời, chẳng thể mong cầu vạn sự như ý, chẳng thể muốn được hưởng đời phẳng lặng,
Khi đứng giữa chông gai, khi sức cùng lực kiệt, thì hãy nhớ câu: biết rằng cảnh khốn cùng là do số mệnh, biết rằng cảnh thông thuận là do thời thế. Lâm đại nạn mà không sợ hãi, đó là cái dũng của bậc thánh nhân. Quý vị và các bạn thân mến, qua những điều đã được trình bày, chúng ta rút ra một bài học quan trọng. Đó là cuộc sống không chỉ đơn thuần là sự trải nghiệm, mà còn là quá trình học hỏi và hiểu biết. Trải qua khó khăn, chúng ta hình thành lòng kiên nhẫn và sự nhìn nhận sâu sắc về vận mệnh. Bằng cách lắng nghe và chấp nhận những bài học quý giá, chúng ta có thể thay đổi và phát triển một cách đáng kể. Cuộc sống rộng lớn và kỳ diệu đang chờ đón chúng ta để khám phá và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Hãy luôn sẵn lòng học hỏi và tiếp thu, vì trong sự trải nghiệm và hiểu biết, chúng ta tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống. Cuối chương trình, xin gửi lời chúc tới quý khán giả có một cuộc sống bình an và tự tại. Hãy đăng ký kênh Lắng Đọng Radio để lắng nghe lời dạy của cổ nhân với những bài học giá trị và bổ ích. Thời lượng chương trình xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.